Thưa quý vị và các bạn, cùng với phụ nữ cả nước, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cũng đang tích cực hưởng ứng tuần lễ áo dài do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, hướng đến kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Để lan tỏa tuần lễ áo dài, bên cạnh việc tuyên truyền tới trên 300.000 hội viên của trên 830 chi hội hưởng ứng mặc áo dài trong các buổi họp mặt ôn lại truyền thống nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ, công đoàn cơ sở trong tỉnh cũng hướng dẫn hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã và đang có nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa và thiết thực. Trong đó đặc biệt phải kể đến hoạt động mặc áo dài đến nơi làm việc tại các cơ quan đơn vị trong suốt một tuần lễ từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 8 tháng 3. Để lan tỏa tuần lễ áo dài, bên cạnh việc tuyên truyền tới trên 300.000 hội viên của trên 830 chi hội hưởng ứng mặc áo dài trong các buổi họp mặt ôn lại truyền thống nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ, công đoàn cơ sở trong tỉnh cũng hưởng ứng tuần lễ áo dài tại cơ quan đơn vị. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm tôn vinh nét đẹp, giá trị của áo dài trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn của dân tộc và trách nhiệm của công dân trong việc giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam. Những ngày này, nhiều cơ quan công sở và trên các mạng xã hội như Zalo, Facebook đều xuất hiện hình ảnh những phụ nữ duyên dáng, thanh lịch, thướt tha trong tà áo dài. Điều này cho thấy sự hưởng ứng và lan tỏa rộng rãi của cộng đồng trong tuần lễ áo dài Việt Nam năm 2024.